buổi hoạt động ngoại khóa chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cho phép tôi xin được gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, trong không khí hân hoan cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để tỏ lòng tri ân, biết ơn đến công lao to lớn của người thầy, người cô đã, đang và sẽ tiếp tục ươm những mầm non tương lai của đất nước được bay cao, bay xa và đạt được nhiều thành đạt trên con đường đời rộng mở. Được sự nhất trí của chi bộ nhà trường, ban chấp hành đoàn trường, hôm nay Liên đội trường Trung học cơ sở Thiểu Công long trọng tổ chức hội thi Dung Chuông Vàng chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Về dự với hội thi ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường. Thầy kiến thức và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em được thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, giao lưu, học hỏi và chia sẻ, học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống. Ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường, lên phát biểu khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời cô. Cùng toàn thể em học sinh yêu dấu, thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cuộc thi Dung Chuông Vàng hôm nay với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm phong phú thêm các hoạt động giáo dục ngoài giờ học, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, trao dồi kiến thức xã hội, kinh nghiệm sống cho các em học sinh. Thông qua hoạt động ý nghĩa này nhằm đánh giá kỹ năng sống, vốn hiểu biết về xã hội của các em. Thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị các em hãy thể hiện hết tài năng, kiến thức hiểu biết, bình tĩnh tự tin, chiếm lĩnh tri thức xã hội, được ngồi ở vị trí vinh quang nhất của cuộc thi, được rung lên hồi chuông chiến thắng. Đối với ban giám khảo, ban giám sát, hãy làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, lựa chọn được cá nhân, tập thể xuất sắc nhất. Đối với các cổ động viên, hãy hăng hái tích cực tham gia đồng hành cùng cuộc thi và cổ vũ nhiệt tình cho cuộc thi. Hãy để cuộc thi Dung Chuông Vàng ngày hôm nay là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, để lại những kỷ niệm thời áo trắng, ấn tượng đẹp trong lòng các em học sinh và các thầy cô giáo. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi Dung Chuông Vàng tìm hiểu kiến thức xã hội bắt đầu, chúc các thầy cô giáo có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có một ngày 20 tháng 11 đầy ý nghĩa. Chúc các em học sinh mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, luôn là niềm tự hào của nhà trường. Và đặc biệt hơn là chúc các em rung được hồi chuông chiến thắng. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Toàn thể các em học sinh, sân chơi Dung Chuông Vàng của chúng ta ngày hôm nay với sự góp mặt của hơn 500 học sinh đến từ tất cả các khối lớp trong toàn trường. Chúng ta đến với hội thi hôm nay với tinh thần giao lưu, học hỏi và đoàn kết. Xin một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc cho hội thi hôm nay thành công tốt đẹp. Cùng toàn thể các em học sinh, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban cố vấn. 1. Cô Nguyễn Thị Hương. 2. Thầy Lê Văn Tùng. 3. Cô Vũ Thị Thảo. 4. Thầy Trịnh Xuân Lâm. 5. Thầy Thiều Đình Chính. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Luật giơ giáp án, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu. Nếu bị các thầy cô giám sát phát hiện gian lận trong khi làm bài thi, thí sinh đó bị hủy kết quả đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn. Trong quá trình thi đấu, nếu số thí sinh trên sân mỗi lớp còn dưới 5 thí sinh thì đội cứu trợ là các giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiện cứu trợ bằng cách tham gia một trò chơi vận động để cứu các thí sinh quay trở lại sân thi đấu. Và bây giờ chúng ta dành cho các thí sinh một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để cùng nhau bước vào câu hỏi của cuộc thi. Chúng ta sẽ, các em sẽ lần lượt trả lời 30 câu hỏi. Câu 1. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?
30 giây dành cho các em. Xin mời các em ra đáp án nào. Các thầy cô giám sát các em nha. Đáp án đúng sẽ là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Bạn nào sai tự giác rời khỏi sân thi đấu nào. Anh viết số 1 hay số 9 đây? Những bạn không đúng với đáp án ngày 15 tháng 5 năm 1941 thì các em tự nguyện cầm ghế đứng về phía sau để chúng ta chờ trợ giúp tí để chúng ta có cơ hội để... Lớp này là lớp nào? Vào phía sau nhé. Lớp sau sẽ ra cả lớp à? Bạn đứng dậy đi. Bạn cầm biển về phía đằng sau nhé. Xem cho đằng sau có thể cứu trợ cho nào, có thể thầy cô cứu trợ cho nào. Ra hết rồi. Như vậy là sau câu hỏi thứ nhất thì cũng đã có khoảng 1/3 trường người ra ngoài rồi đúng không ạ? Một câu hỏi rất là dễ thế nhưng mà các em lại không nhớ được cái ngày thành lập của tổ chức mình. Các bạn để đằng sau chúng ta ngồi ngồi trật tự nhé. Các bạn còn lại số còn lại đâu trật tự nào. Chúng ta sẵn sàng sang câu hỏi thứ hai chưa? Rồi các bạn hãy xóa câu hỏi thứ nhất đi. Và chúng ta chuẩn bị câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, các em chú ý này. Câu 2, ngày học sinh sinh viên Việt Nam là ngày bao nhiêu? 30 giây cho các em bắt đầu. Các em đằng sau là ngồi theo lớp theo giải thư giáo nào. Mời thầy Diêm sang câu hỏi số 3. Trước khi vào câu hỏi số 3 thì cô nhắc này, sau khi các em ghi đáp án thì các em phải úp đáp án xuống để cho các bạn khỏi nhìn nha. Cô quan sát là thấy các bạn là nhìn nhau. Câu hỏi số 3, quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì? Như vậy là các câu hỏi này cũng chưa thể làm khó được những chiến binh kiên cường và đang tiến dần đến đỉnh Olympia đúng không ạ? Xin chúc mừng tất cả các bạn nào. Chúc mừng em, đáp án này là không có em nào phải ra khỏi sàn thi đấu đúng không? Rất kiên cường, các chiến binh của chúng ta rất kiên cường. Câu thứ 5, Bác Hồ quê ở tỉnh nào? 30 giây bắt đầu. Thank you.
đều ở lại. Còn đi đâu không phải em nào rời. Chúc mừng các em. Ta sang câu thứ 6. Ai là tác giả của bài hát đội ca? 30 giây bắt đầu. Khi nào mà cô Quyên bảo là câu thứ 6 thì em cũng bật trước để cô giáo đọc cổ xong. Đúng không? Cứ bật luôn đi. Bật trước thì để cô giáo đọc xong. Chị ấy đọc xong. Hết thời gian, các em chọn đáp án nào. Đáp án là Phong Nhã. Thầy đã thấy có... Thầy có số bạn là Văn Cao, các em ra ngoài nào. Mời các thầy cô trong lớp sát ra để làm việc nào. Các bạn học sinh có đáp án ngoài Phong Nhã thì các em chúng ta cầm ghế đi về phía sau, về vị trí của lớp mình. Các bạn ngồi trật tự theo đúng vị trí của lớp mình nhé. Các bạn số chứng minh còn lại là chúng ta ngồi dồn về phía trên để nhường chỗ cho các bạn đã dừng cuộc chơi tại câu hỏi số 6. Và xin mời các bạn có đáp án khác ngoài đáp án vừa rồi thì chúng ta rời khỏi cuộc chơi này. Rất nhiều bạn nhìn bài của bạn. Cuộc chơi này là cuộc chơi chúng ta tìm ra những bạn là chịu khó học tập, nên là không dành cho những bạn mà nhìn tài liệu của bạn bên cạnh. Các em và cô thấy ngồi sát quá và nhìn nhau rất nhiều, các em ngồi dàn. Đã hết thời gian, mời các em ra đáp án. Đáp án đúng là 366 ngày. Bạn nào ngoài đáp án 366 ngày, mời các em ra khỏi sàn thi đấu nào. Xin được chúc mừng những bạn có đáp án là 366 ngày. Và các em bỏ bảng xuống. Mời Đại Dương bấm câu số 11. Câu số 11. Tên một nhà sử học thời Trần quê ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là ai? Tên một nhà sử học thời Trần quê ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là ai? Các bạn viết xong thì chúng ta bỏ bảng xuống. Lộn. Thời Trần thì chắc là Trần Văn A, Trần Văn B gì đấy đúng không? Rồi, với câu hỏi này thì cô thấy các em là rất là nhanh. Hy vọng rằng không có em nào phải rời khỏi sàn thi đấu. Hết thời gian, xin mời các em ra đáp án nào. Đáp án đúng là Lê Văn Hùng. Như vậy là rất nhiều bạn đang định viết là Trần Văn Hưu chẳng hạn. Nhưng mà nhà sĩ nhưng mà cũng rất nhiều bạn là ta đang phải rời sàn thi đấu. Nhà sử học Lê Văn Hưu là một trong những sử gia nổi tiếng, quê ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và hôm sau thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trải nghiệm đến thăm đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu. Em đây là lớp em. Hết thời gian, mời các em ra đáp án. Đáp án đúng ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Có bạn nào có đáp án không? Khá không nhỉ? Đây, xin mời bạn đứng dậy nào. Bạn là Phan Tuân, không phải là Phạm Tuân nhé. Em cần bảng đứng dậy. Những bạn nào mà viết sai lỗi chính tả là xin mời các bạn đứng dậy. Chúng ta sai họ, sai tên của nhân vật là không đúng.